Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào mọi người, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ tóm tắt bộ phim Người Nhện Ra Nhà. Bộ phim lấy bối cảnh 8 tháng sau sự kiện búng tay của Iron Man, binh đoàn của Thanos hoàn toàn bị tiêu diệt. Những người biến mất đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Mở đầu phim là cảnh Fuji và Đặc vụ Hưu xuất hiện tại một khu vực đổ nát. Họ được báo rằng cơn bão đi qua đây có hình mặt người. Trong khi Hugh còn đang bán tín bán nghi, thì một đám khói xanh từ trên trời đáp xuống, người đàn ông tên Quentin Beck bước ra. Ngay lúc này, phía sau họ xuất hiện một người khổng lồ bằng đất, Beck liền dùng luồng điện xanh đánh vào mặt nó. Đồng thời, tại New York, trường Midtown phát sóng một video để tưởng nhớ Tony Stark. Sau sự kiện đón sáng, những người trở lại vẫn như cũ, nhưng những người ở lại đã lớn thêm 5 tuổi. Ở một góc lớp học, Peter Parker đang tham khảo ý kiến cậu bạn thân Ned về việc định tỏ tình với Michelle John trong chuyến du lịch châu Âu sắp tới. Tối hôm đó, dì Mai của người nhện tổ chức một buổi thiện nguyện nhằm an ủi những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện đón sáng. Happy Hogan mang một số tiền lớn đến quyên góp, vừa thấy dì Mai của người nhện xinh đẹp chú Happy sắp quên luôn tấm bảng. Ông chú cho Peter hay chỉ huy Fuji đang gọi cho cậu có việc gấp, nhưng cậu nhóc cố tình lãng tránh và hứa sẽ gọi lại cho chỉ huy sau. Phía bên ngoài, phóng viên tò mò việc Peter có kế thừa Tony hay không, và nếu trái đất bị tấn công lần nữa thì cậu sẽ làm gì? Trước ánh đèn chớp nhá, Peter vô cùng căng thẳng nên đã bỏ đi. Trên đỉnh tòa nhà, cậu bắt gặp hình ảnh của chú Stark, cảm thấy trách nhiệm quá lớn và mình chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Nên Peter muốn từ bỏ thân phận người nhện, cậu chuẩn bị hành lý đi du lịch châu Âu. Và cố tình bỏ bộ giáp trong tủ quần áo, trên máy bay, người nhện ấp ủ một lời tỏ tình lãng mạn với MJ. Cho đến khi nhìn thấy cô nàng, có vẻ khá thân thiết với dáng đẹp trai cao ráo. Nhưng còn nước còn tát, cậu nhờ Ned giúp mình đổi chỗ ngồi để được gần người đẹp. Sau một hồi trao đổi các thứ, thì MJ lại ngồi cạnh dáng, còn Parker ngồi cạnh giáo viên của mình. Nhìn thấy người đẹp đang xem phim vui vẻ với dáng, mà người nhện nói tao tức á, anh béo thấy vậy mà nên duyên với cô bạn Betty ngồi cạnh. Cuối cùng cũng đến ý, Peter nhìn thấy Betty và Ned thân mật mà tao tức á phần 2. Tình yêu sét đánh là có thật, trong lúc kiểm tra hành lý, không ngờ dì May đã lén đặt bộ đồ người nhện vào cho cậu. Còn có cả một quả chuối thơm ngon. Mọi người ngồi thuyền vào thành phố Venice xinh đẹp. Cậu nhóc Peter lén nhìn MJ phía sau mà không dám nói gì. Họ đến một khách sạn nhỏ ven sông. Nơi này có vẻ hơi chật chội và bị ngập nước. Thành phố Venice đúng là thiên đường dành cho các cặp đôi yêu nhau. Tội cho ông thầy giáo phải tự selfie một mình. Đã vậy còn rớt luôn cái máy ảnh xuống sông. Còn Peter nhìn rát lăn xả chụp ảnh cho người đẹp mà tức chết, cậu đành lùi thủi vào cửa hàng đồ cổ, chọn mua được một sợi dây chuyền mặt hoa xinh xắn. Lúc vừa đi ra thì gặp MJ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, nhưng cậu chưa đủ dũng khí để ngỏ lời với nàng. Trong lúc MJ đang chụp ảnh ven sông, người nhện bỗng thấy mặt nước động đậy một cách lạ thường. Đùng một tiếng, mặt nước bỗng xuất hiện một con sóng lớn, đẩy cả chiếc thuyền chở chàng béo và cô bạn gái lên bờ. Ngay sau đó nước hình thành một hình người khổng lồ, vung một tay đã nhẹ nhàng phá nát được góc tòa nhà. Đây chắc là Thủy Tinh nổi giận muốn đòi vợ mà. Thủy Tinh đấm một phát vào người nhện và cuốn phăng mọi thứ bên đường. Peter bắn tờ nhện vào hắn ta, nhưng tờ nhện lại chẳng làm gì được nước. Mắt thấy gã sắp tấn công một nhóm du khách trên cầu, Peter phóng qua những chiếc cọc, lấy đà phóng lên cây cầu sơ tán những người trên đó. Nhện nhọ lại bị trúng một đấm của Thủy Tinh. Lúc này một siêu nhân từ trên trời bay xuống, bắn ra những dòng điện xanh lẻ xanh lét vào Thủy Tinh, nhưng tên khổng lồ rất nhanh đã đánh siêu nhân. Thủy Tinh này quá cường hãn, chàng siêu nhân xanh bay lên đánh tiếp, nhưng chán nhằm yêu quái. Peter đeo vào mặt nạ chú hề ngỏ ý giúp đỡ Beck, dẫn nó ra khỏi các con kênh. Beck dụ người nước đuổi theo tông gãy mấy cây cầu. Peter vội theo sau cố định lại các mảnh tường sắp đổ. Trong khi đó, hai ông thầy dắt vài bạn học đến tham quan bảo tàng Da Vinci, thì đã đóng cửa. Beck dẫn gã khổng lồ nước chạy lướt qua, làm một tháp chuông sắp sụp đổ. Peter nhanh chóng dùng tơ nhện cố định quanh tòa tháp, vừa mới cố định xong mệt muốn chết. Ở dưới Thủy Tinh lại đánh trúng tòa tháp, Peter bèn phóng tơ vào hai tòa nhà kế bên kéo tháp chuông trở lại. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà Beck lại đánh trúng tháp chuông lần nữa, khiến Peter đập đầu vào chuông xây sầm mặt mày. Thấy tòa tháp sắp ngã xuống, người nhện dốc hết sức kéo lại. Cuối cùng tòa tháp đổ ầm xuống. Beck triệu hồi một luồng thanh khí trói Thủy Tinh lại, sau đó dùng phép thuật Queen It Enchanted xé đôi người nước. Siêu nhân đáp xuống chào hỏi bà con rồi bay đi. Dì May ở nhà xem được tin tức, lo lắng gọi điện cho cậu nhóc Peter tại sao không sử dụng bộ đồ người nhện. Trên truyền hình đưa tin về siêu nhân xanh lẻ xanh lét lúc trưa, mọi người đều thích thú gọi hắn là Mysterio. Khi về đến phòng, anh béo bị chỉ huy Fuji đánh thuốc mê ngất xỉu. Bởi vì Peter cứ lẩn tránh miết, nên ông mới dùng cách này để gặp mặt. Fuji giải thích sơ về nhiệm vụ sắp tới,
nhưng liên tục bị người bên ngoài làm phiền. Để tránh Nick nổi điên, Peter đành mặc đồ người nhện đi theo ông ta. Fuji đưa cho cậu cặp mắt kính mà Tony để lại. Sau đó cả hai đi đến một căn cứ bí mật của Nick. Ở đây Peter gặp lại Quentin, hắn ta đến từ vết nứt không gian khác do sự kiện búng tay. Còn quái vật nước là một trong những nguyên tố được sinh ra từ hố đen vũ trụ, gồm có đất, nước, gió và lửa. Mysterio đã tiêu diệt được 3 thực thể, chỉ còn mỗi nguyên tố lửa rất mạnh. Nó đã phá hủy hành tinh 616 của Beck và giờ nó lại tấn công trái đất, nên cần người nhện phối hợp cùng đến ra ha. Nhưng Peter từ chối, vì Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn được đi chơi. Nick cũng thấy thông cảm và đồng ý cho cậu đi về. Sáng hôm sau, thầy giáo thông báo thay đổi lịch trình tham quan của lớp từ Paris sang Zaha. Fuji còn chuẩn bị xe và tài xế chăm sóc tận răng cho Peter. Dọc đường đi, người nhện thử đeo chiếc kính mà chú Stark tặng cậu. Khi vừa nói từ Edith, chiếc kính ngay lập tức khởi động. Cậu có quyền truy cập toàn bộ mạng lưới Stark trên toàn cầu, kể cả vệ tinh và mạng viễn thông. Cậu vừa nhìn thử mọi người liền thấy tất cả tin nhắn của họ. Nửa đường thì bác tài dừng ngay trạm dừng chân. Peter được chỉ dẫn một lối đi riêng. Cậu gặp một em chân dài. Cô nàng trao cho Peter bộ quần áo Fuji đã chuẩn bị, tránh cho Peter lúc làm nhiệm vụ bị lộ thân phận. Ai ngờ vừa cởi quần ra, khi Zad đi vào nhìn thấy, gã chụp vội một bức hình muốn cho em chơi xem, triệt để hạ knock out tình địch. Người nhện lúc này đứng ngồi không yên, Ben nhờ Edith xóa bức ảnh trong máy Zad. Không ngờ vô tình kích hoạt vệ tinh, thả ra máy bay Zon tấn công cậu ta. Peter đang muốn ngăn lại, thì bị lát giật mắt kính Edith. Trong lúc gấp gáp, cậu vô tình đấm ngất bạn học, một viên đạn liền bắn tới. Người nhện chỉ còn cách kéo lệch tay lái tài xế. May mà bác tài vốn là tay lái lụa, không thôi là hưởng dương cả đám. Máy bay Zon sắp khởi động tấn công lần hai, Peter nhanh trí đánh lạc hướng mọi người, liền phóng khỏi nóc xe, bắn tơ tiêu diệt máy bay Zon, xác định khoe ảnh với em Jay, nhưng tấm ảnh đã không cánh mà bay. Cả đoàn bình an dừng chân ở Zaha. Bọn họ được ở trong một khách sạn rất xịn sò con bò. Fuji cho gọi cậu đến bàn bạc kế hoạch đối phó quỷ lừa. Quentin dặn người nhện không được để nó tiếp xúc kim loại, bởi vì nó sẽ hứt điện từ lõi trái đất và phá hủy hết mọi thứ. Nick lớn tiếng khiển trách cậu nhóc vì đã dùng kính trí tuệ hàng tỷ đô la để chơi đùa với bạn bè. Điều này khiến Peter rất buồn. Mysterio đến an ủi Peter. Ông thấy Peter rất giống mình hồi còn trẻ, cả hai dần trở thành bạn. Vì để giữ cả lớp mình an toàn, Spider-Man nhờ Edith giúp. Thế nên cả lớp nhận được vé xem opera miễn phí, thay vì đi dự hội bắn pháo hoa hoành tráng, làm họ tiếc nuối thở ngắn than dài. Đến nhà hát, người nhện được dịp ngồi cạnh người đẹp thì tiếc thay Fuji gọi đến cậu đi làm nhiệm vụ. Peter đành ngậm ngùi nhìn tên rát được lợi. Nhưng ngay sau đó, MJ cũng lén theo sau cậu ra ngoài. Betty thấy vậy cũng mang Daddy chơi lễ hội. Peter mặc vào bộ đồ mới màu đen, vẫn là người nhện nhưng mà nó bơi bó sát một chút. Trong khi đó, chàng béo đang đi dạo bên dưới với bạn gái, bị cô nàng kéo lên đu quay. Thình lình xuất hiện một cơn địa chấn, nguyên tố lửa dưới đất trồi lên có hình người khổng lồ. Nó bắt đầu vung tay đập phá, mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Anh hùng Quentin lại xuất hiện trừ gian diệt bạo, người nhện nhân cơ hội phá hư ống nước xối lên người nó. Ned và bạn gái đang bị kẹt trên đu quay, Betty nhìn thấy người nhện, chàng béo liền bảo người đó là Nine Monkey, anh em cùng cha khác ông nội của Spider-Man. Người lửa đau đớn gào lên, sau đó tung một cú đấm nóng rực về phía người nhện. Mắt thấy người lửa sắp tấn công về phía Ned, Parker vội đến ngăn cản, nhưng tờ nhện của cậu nhanh chóng bị đốt cháy. Beck kịp thời xuất hiện tạo một kết giới chống đỡ kẻ địch. Gã khổng lồ liên tục đập phá kết giới mà Quentin dựng nên. Trước khi phòng vệ bị phá, cả hai chia nhau ra chạy. Người lửa đuổi theo Peter, người nhện nhảy qua các mái nhà, quay lại ném một tảng đá vào người gã. Mysterio phối hợp tung một chưởng vào ngực khiến nó đau đớn. Cách này có vẻ hiệu quả, cả hai ăn ý. Peter ném một đá giấu tay, còn Beck tung chiêu. Sau đó quỷ lửa đánh mạnh vào mặt đất, khiến đu quay sắp rơi xuống. Quỷ lửa tiến lại chiếc xích đu, nhưng Quentin bay đến chặn đầu. Thấy vậy, người nhện nhân cơ hội giải cứu bạn mình. Nhưng không ngờ tơ cậu bắn ra lại trúng một màn chắn vô hình. Cậu vội giăng tơ cố định lại đu quay. Fuji cùng Hugh cũng vừa đến nơi. Bên này Mysterio đẩy lui được gã người lửa, nhưng bỗng chốc gã hấp thu được kim loại lại càng lớn mạnh hơn. Quentin chỉ nói lời tạm biệt với Peter, sau đó dồn hết sức mạnh tông thẳng vào ngực quỷ lửa. Nguồn năng lượng cực đại dần đông cứng quỷ lửa và nổ tung thành cho bụi. Peter chạy đến đỡ lấy Beck. Fuji mời Mysterio đến trụ sở Berlin vào ngày mai để ghi danh vào biệt đội siêu anh hùng mới. Ông cũng mong Peter sẽ đi cùng mình. Spider-Man vẫn cần thời gian suy nghĩ, nên đã cùng Quentin đến quán rượu. Cậu băn khoăn rất nhiều về lời nói của Fuji, liệu mình có đủ khả năng để thay thế người sắt hay không. Nhưng Beck bảo cậu nên làm theo những gì mà mình muốn. Sau đó hắn chê cái kính Edith làm Peter trông ngu vỡ trưởng.
Thế là Parker ngây thơ của chúng ta nghĩ rằng Mr. Riordel trông hợp làm Iron Man kế tiếp hơn là cậu nhóc mới 16 tuổi như mình. Peter hào phóng tặng cặp kính trí tuệ cho hắn ta. Và ngay khi Peter quay lưng đi, mọi thứ trong quán rượu liền thay đổi. Quentin cùng đồng bọn của mình ăn mừng vì đã lừa được Spider-Man. Hắn ta thật chất là nhân viên của tập đoàn Stark Industries, là người đã phát minh ra công nghệ ảo ảnh, nhưng không được Stark xem trọng, cuối cùng bị sa thải vì bản tính thất thường. Beck không phục, tự mình lôi kéo những cựu nhân viên của tập đoàn, dàn dựng nên một kịch bản hoàn hảo, lừa gạt tất cả mọi người, biến mình thành siêu anh hùng trong mắt công chúng. Người nhện ngây thơ trở về khách sạn, hai ông thầy đang gấp gáp thu dọn đưa tất cả học sinh về nhà, vì chuyến du lịch này quá nguy hiểm. Peter lấy hết can đảm hẹn MJ cùng đi dạo. Sau vài lời đối thoại đầy lúng túng, ngay lúc Parker sắp tỏ tình, thì MJ lên tiếng vạch trần việc cậu là người nhện. Peter hoảng hốt chối bay chối biến, và điều này cũng khiến cậu nghĩ rằng cô nàng dõi theo mình chỉ vì thân phận Spider-Man. Lúc này MJ lấy ra bằng chứng là thiết bị ban nãy cô nhặt được, trên đó còn có tờ nhện. Nhưng vô tình làm nó hoạt động, chiếu lên hình ảnh quỷ gió đang hung tợn giữa hư không, còn có Beck đang đánh Yahoo với quái vật, cuối cùng vỡ lẽ ra tất cả chỉ là một cú lừa. Parker quyết định thú nhận với MJ mình là người nhện, cả hai nhanh chóng chạy về khách sạn. Trong khi đó, Beck còn đang cùng đội ngũ chỉnh lại đoạn hình ảnh chiến đấu chưa được đẹp mắt. Khi mặc vào bộ giáp ảo, hắn phát hiện ra mất một chiếc máy chiếu. Quentin dùng cặp kính Edith xem lại hình ảnh, thì trông thấy cuộc nói chuyện giữa MJ và Peter. Đồng thời, cậu thay bộ người nhện đen để đến Berlin thông báo cho Fuji. Trong lúc thay đồ thì Ned bước vào, nhìn thấy cảnh Peter đang thay đồ chung phòng với MJ. Sau đó bay ra khỏi phòng, cậu bám vào một xe điện đến Berlin để gặp Fuji. Vừa đến nơi thì chỉ huy Fuji đã ra đón cậu. Fuji dẫn Peter vào văn phòng riêng của ông. Trụ sở Avenger cũng chỉ là ảo ảnh Beck tạo ra. Hắn cho máy bay không người lái tấn công Fuji và bắn người nhện rơi xuống dưới. Cậu tấn công một chiếc dron nhưng nó cũng là ảo ảnh. Quentin liên tục đưa cậu nhóc rơi vào ảo ảnh này đến ảo ảnh khác, dùng MJ để uy hiếp Peter. Cậu nhảy theo lại đụng phải mặt băng, rồi kéo đến trước một quán bar. Sau đó lại bị tung một cú đấm văng xuống dưới lầu. Spider-Man còn chưa kịp định thần thì máy bay tấn công, hàng loạt mảnh kính đã rơi xuống. Peter đưa tay chạm vào ảnh mình trong gương, hàng tá kẻ giống y như cậu chạy ra lấy thịt đè người. Sau đó người nhện lại trở về bộ dạng nhút nhát mặc bộ đồ tự chế của mình. Lúc này hắn ta mới hiện ra liên tục tấn công người nhện. Peter tấn công nhưng chỉ kéo ngã một trụ sắt. Hắn ta liên tiếp tung sát chiêu đánh về phía Spider-Man. Mysterio cho cậu nhóc nhìn thấy nấm mồ của Tony, đổ thừa vì cậu quá mềm yếu nên người sắt mới chết. Spider-Man vô cùng hoảng sợ chạy đi, lại bị hắn thu vào trong hồ cá trên đầu, cho đến khi một tiếng súng nổ giết chết Beck. Fuji bị thương dẫn theo một đội đi đến, ông ta hỏi cậu nhóc đã tiết lộ cho những ai. Peter vì sợ bạn gặp nguy hiểm nên đã nói ra để Fuji bảo vệ họ. Không ngờ Nick cười nói, ngươi thật quá cả tin. Bởi vì đó cũng chỉ là ảo ảnh của Beck biến ra, cuối cùng Peter bị một chiếc tàu điện tông trúng. Nhưng không như ý hắn, người nhện không chết, cậu trèo được lên tàu nhưng lại bị thương nặng và ngất đi. Khi tỉnh lại cậu đã ở trong trại tạm giam Hà Lan, xung quanh là những người thân thiện kỳ lạ. Spider-Man nhanh chóng mất đứt ổ khóa thoát ra ngoài, gặp được một ông chú tốt bụng cho mượn điện thoại, cậu liền gọi cho Happy cầu cứu. Một lát sau một chiếc máy bay đáp xuống một cánh đồng hoa tulip. Ông chú vui vẻ bước xuống đón Peter. Bị lừa đến có kinh nghiệm, cậu nhóc thử hỏi một lát mới dám tin tưởng ôm lấy Happy, lên máy bay chú vui vẻ giúp cậu may lại vết thương. Peter chưa khỏi khủng hoảng, luôn tự trách bản thân đã phụ lòng chú Stark, và Beck đang sử dụng chiếc kính để giết chết các bạn của cậu và một nửa châu Âu. Happy an ủi cậu, bảo rằng không ai có thể thay thế Iron Man, người nhện cứ là chính mình thôi, và người sắt luôn tin tưởng cậu. Peter vực dậy tinh thần, cậu quyết sẽ đá đít tên này mới được. Happy mở ra một khoang máy bay, bên trong là công nghệ thiết kế mà Tony để lại cho Peter, vào trong tự làm một bộ quần áo cho mình. Happy mỉm cười nhìn thấy hình dáng của Peter, giống hệt như người bạn Stark năm xưa. Peter đúng là một cậu bé thông minh, xứng đáng là người kế thừa người sắt. Đồng thời lớp cậu bỗng dưng nhận được một chuyến tham quan London for Duy. Zat vẫn cay vụ Peter lén đi, nên cố lôi kéo mọi người về phe mình, cuối cùng còn bị cả lớp chỉ trích việc chụp ảnh người khác đang tắm. Fuji nhận được tin xung điện từ tăng cao ở London nên đã đến đây, đặt hết kỳ vọng vào gã Quentin siêu anh hùng dởm. Hắn gọi cho đồng đội sẵn sàng dàn trận. Vệ tinh thả ra vô số máy bay không người lái xuống mặt đất. Hắn cho tăng áp để giả như có động đất. Happy nghĩ ra cách gọi video cho Fuji để nhìn thấy địa điểm của họ, sẵn tiện nhắc nhở ông bề ngoài có thể bị đánh lừa. Peter trao cho chú vui vẻ sợi dây chuyền, nếu cậu có mệnh hệ gì hãy giao cho MJ, nhưng chú ấy muốn cậu phải sống sót trở về, tự đưa nó cho bạn gái. Bộ giáp người nhện mới cũng dần hoàn thành.
một đám mây đen sấm chớp bắt đầu xuất hiện. Lần này Mysterio kết hợp cả bốn nguyên tố, tạo nên quái vật có sức mạnh gấp 4 lần trước đây. Gã tài xế là người của Beck, lái xe đến giữa cầu rồi bỏ trốn. Lát sau cơn bão xuất hiện, thầy giáo gấp rút sơ tán các học sinh. Chiếc xe buýt nhanh chóng bị quái vật hút lên không nổ tung. Beck điều khiển máy bay không người lái bắn phá khắp nơi, tăng thêm tính chân thật. Ngay lúc mọi người hoảng sợ cực độ, hắn ta lại sắm vai anh hùng bay đến ngăn cản quái vật. Nhìn cảnh đánh nhau như đúng rồi, MJ nhanh trí bảo cả lớp nên chạy trốn khỏi tầm mắt Beck. Nick đang rất lo lắng nhìn đại cục thì Hugh nhìn thấy Happy lái máy bay mang theo người nhện đến. Peter thả người phóng xuống dưới, cậu bay thẳng vào bên trong quái vật, bám lên một chiếc máy bay John. Phải nói đây là một công nghệ chiếu ảnh tuyệt vời ông mặt trời luôn. Spider-Man nhảy qua các chiếc máy, dùng tơ răng kín tất cả, sau đó bắn vào một luồng điện, tất cả máy bay không người lái bị phá hỏng, ảo ảnh dần biến mất. Hugh cũng bắn tan xác một máy bay được cài trước mặt Fuji. Beck nhìn thấy Peter qua máy chiếu, điều khiển Edith tấn công người nhện, khiến cậu ngã từ trên không xuống. Nhân cơ hội này hắn cho tắt ảo ảnh, mặc vào áo choàng. Còn Happy nhờ vào lát phát trực tiếp, mà biết được vị trí bay đến đón cả lớp. Trong lúc đang giải thích thì bị gã Beck bắn nổ máy bay, mọi người đành chạy vào trong tháp. Hai máy bay John đuổi theo vào trong, bị vệ binh hoàng gia bắn hạ. Một chiếc chạy thoát đuổi theo bắn sau lưng mọi người, sau đó rất nhanh bị Betty phối hợp súng ngã bộ giáp đánh lạc hướng. MJ cầm chùy sắt đập, nhân lúc nó bị mát mọi người tranh thủ chạy. Máy bay John dùng laser phá cửa, bên ngoài Peter chật vật né đông lại tránh tây trước mạng lưới máy bay John tấn công. Cậu dùng một chiếc xe đỡ đạn, kéo mình lên một nóc nhà đối diện. Nhưng vẫn bị Mysterio phát hiện, hắn cho hàng loạt John đuổi theo bắn người nhện, cậu nhóc chạy không kịp bị cháy xém cả áo. Đáp nhẹ xuống nước dập lửa trên lưng, bọn chúng vẫn gắt gao ở phía sau, tấn công Peter không kịp thở, cậu dùng tơ ngăn lại khiến chúng nổ tung. Nhưng vừa mới đáp đất đã ăn hành sắp mặt, sau đó bị đẩy rơi xuống sông. Spider-Man vừa trèo được lên trên, thì phát hiện ra mình không còn tơ để bắn. Nhìn thấy món đồ chơi gần đó, cậu ném thử lên, bọn John nhìn thấy liền bắn banh xác, bên trong hầm trú ẩn. Lúc này mọi người nghĩ mình sắp chết, nên chia sẻ với nhau những bí mật thầm kín. Peter tháo bộ phận trong máy John chế thành một quả bom. Rồi lấy một tấm biển gần đó làm tấm khiên, sau đó ném bom tự chế lên trên, phá hủy vô số máy bay John. Nhân lúc này Peter lấy đà phóng lên cầu đấm Quentin vỡ bể cá, làm toàn bộ máy bay John dừng lại. Tuy nhiên hắn đã điều khiển Edith bắn Peter té sắp mặt, hắn ta tập hợp máy bay John tạo ra một không gian ảo khác. Spider-Man hít sâu một hơi, dùng giác quan thứ 6 của loài nhện. Tha hồ bay lắc các kiểu, nhẹ nhàng xé toạc những máy bay John tan xác. Chẳng mấy chốc đã trở về hiện thực, hốt luôn chiếc còn lại. Mysterio nổi điên, ra lệnh hết những máy bay John tấn công Spider-Man. Người nhện tung đấm phá hủy các máy bay John, vô tình đạn lạc đã bắn Beck bị thương. Tên Beck giả vờ mèo khóc chuột khen Peter là người thật thà tốt bụng, nhưng không ngờ đã bị Peter phát hiện và cướp lại chiếc kính. Cậu ra lệnh hủy bỏ hết các giao thức tấn công, các máy bay John được lệnh trở về vệ tinh. Những robot cuối cùng ở viện bảo tàng cũng bay đi. Quentin nói vài lời ngắt quãng rồi chính thức ngủm củ tỏi, người nhện còn phải dùng kính trí tuệ xác nhận lần nữa mới dám tin. Đúng là một mét vuông có đến 3-4 thằng lừa đảo mà, một tên đàn em của Beck đã sao chép dữ liệu rồi bỏ trốn. MJ tìm thấy Peter đang đi cả nhắc giữa đống đổ nát, liền chạy lại ôm trai đẹp. Cô nàng lấy sợi dây chuyền trong túi ra đã bị vỡ, cậu buồn bã xin lỗi về kế hoạch tỏ tình. Chưa dứt lời thì cô nàng đã trao cho cậu một nụ hôn thay cho lời đồng ý. MJ bày tỏ mình thích Peter, không phải vì cậu là người nhện. Cả hai tỏ tình với nhau và lại trao thêm nụ hôn thắm thiết. Fuji và Hugh đến gặp Hogan, chỉ huy muốn nói chuyện với Peter, nhưng chỉ nhận được lời hứa gọi lại. Trở về New York, Peter và MJ chính thức hẹn hò với nhau, Ned với Betty lại chia tay trong hòa bình. Cậu cũng phát hiện chú Happy và dì May đang hẹn hò với nhau. Peter mặc đồ người nhện đến buổi hẹn đầu tiên với MJ, đưa cô nàng bay nhảy khắp thành phố. MJ bay một lần hứa sẽ không thử lại lần sau. Bỗng dưng trên bản tin đăng lên một đoạn phim cắt ghép và lời buộc tội của Beck rằng người nhện giết chết mình để cướp công sức tiêu diệt quái vật. Sau cùng hắn còn công bố danh tính thật sự của người nhện là Peter Parker. Trong một cảnh After Credits, đặc vụ Hugh và chỉ huy Fuji là do hai người ngoài hành tinh đóng giả, thì ra hai người này được Fuji phái đến thay thế ông. Còn con người thật của ông đang ở tổng hành dinh mới của siêu đặt ngoài không gian. Bộ phim đến đây là hết rồi. Coi xong bộ phim đúng là một mét vuông có đến 3-4 thằng lừa đảo mà. Đó là nói cho vui thôi nè mọi người, chúng ta cần phải có niềm tin nơi bản thân trước tiên, mới có thể bước đến thành công. Hãy quan tâm đến những người thân yêu thương và đặt niềm tin vào mình nhé. Vì biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ là một người trưởng thành gánh vác mọi việc trong gia đình nè. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay.
Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.